Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, hôm nay bên em làm một video chia sẻ đến các bác về một cái dòng chép siêu chép mang thương hiệu là JBL, đây là dòng bãi Mexico. Dòng bãi Mexico, hàng chuẩn cho các bác. Hôm nay bên em về được là giam đôi ạ. Bên em về giam đôi cái dòng chép JBL ST200 3 phiên bản hộp ạ. Rất là đặc biệt, cái dòng này thì là trông cháy tuyệt đối cho các bác. Nhìn rất là sang trọng đây ạ, rất là sang trọng. Và bên em đang chơi với một đôi chép đây ạ. Tại vì cái dòng này công suất rất là lớn, 400W, và cũng có thể chơi được những đôi la bát 30, bát 40, bánh ngoài trời cũng được ạ. Còn trong Nam có những bác chơi lo kéo ấy, thiếu chép thì các bác nên mua thêm một cái đôi la siêu chép siêu hiếm như thế này, chép JBL. Đây là dòng chép hỏa tiễn. Vì trong được làm cái họng rất là to ạ, gọi là côn to lắm ạ. Mặt trước đây thì làm bằng nhôm phanh nguyên khối, rất là đẹp, mặt trắng tinh luôn ạ. Đây là dòng chép mặt quỷ rất là đẹp. Bên trong đây thiết kế đầu đạn này, đầu đạn rất là gấu, nhìn khỏe lắm ạ. Đường chép rất là tơi mịn, nó tái tạo giải thanh âm cao rất là tuyệt vời ạ. Khi mà tiếng giải thanh âm cao nó được phát ra, nó len keng ở trong này, sau đó nó phát ra, nó tỏa ra, chúng ta nghe rất là dễ chịu. Có độ phóng của tiếng chép rất là hay. Và hỗ trợ cho những cái dàn karaoke thiếu chép hoặc là những đôi la hay cháy chép thì chúng ta nên hỗ trợ. Cái dòng này trông cháy tuyệt đối các bác nhá. Em đấu trực tiếp đằng sau đẩy 4850L 850W một kênh, em đấu trực tiếp luôn ạ. Đấu trực tiếp không bao giờ cháy các bạn ạ. Mà chạy vô tư đằng sau âm ly, đằng sau những đôi loa hoặc là đằng sau đẩy công suất lớn. Vâng, thì đây đảm bảo các bác, đây là dòng bãi Mexico chuẩn cho các bác nhá, bao zin cho các bác. Vâng, thì là tiếng chép đã được tái tạo bởi đôi siêu chép JBL ST200 bản phiên bản hộp. Vâng, bây giờ em tắt đi để chúng ta so sánh nhá. Vâng, nhà không có chép đây các bác, không có chép, nó tối tiếng đi rất là nhiều. Và đặc biệt cái dòng này hát karaoke rất là tuyệt vời. Vâng, các bác có thấy nó thiếu giải thanh âm cao không ạ? Thiếu đi cái giải này, nó cho bài hát nó kém sáng, kém tươi sáng. Để em trợ vào này. Đúng, các bác thấy không ạ? Nó hỗ trợ rất nhiều luôn. Nó còn nguyên bụi này, em vừa lấy ra xong còn nguyên bụi đây. Tiếng chép thanh âm cao này, nó rất là tơi và mịn, nhuyễn, quyện vào cái bài nhạc. Tự dưng cái bài hát đấy được tươi sáng hơn rất là nhiều các anh nhé. Nghe rất là dễ chịu. Em tắt đi này. Vâng, em tắt đi đã. Vâng, các bác thấy tối đi không ạ? Vâng, hỗ trợ vào này. Rất sáng luôn. Độ phóng con này rất xa luôn ạ. Mà đặc biệt là không bao giờ gây hú trong mic. Vì là đây là dòng chép được làm bằng titan. Nói chung nó không có nhiều, vì mỗi một tuần bên em về được khoảng giam đôi để phục vụ các bác. Vâng, các bác còn chần chừ gì nữa ạ? Còn chần chừ gì nữa, hãy sở hữu ngay cho mình một đôi siêu chép siêu hiếm JBL này ạ. Làm hộp rất là sạch các bạn ạ.
Vâng, các bác nghe thấy các thanh âm cao không ạ? Các thanh âm cao nó gầy cực kỳ, nó tuyệt vời luôn các bác. Vâng, ánh sáng nó rọi vào các bác thấy không ạ? Nó cực kỳ là nhìn nó rất là sang. Ánh lên cao, cái ánh này rất là đẹp nhá. Vâng, bác nào muốn sở hữu một đôi là siêu chép JBL ST200 Blood hộp như thế này thì các bác hãy comment số điện thoại phía dưới nhé. Vâng, bên em sẽ cập nhật tin tức ạ. Các bác cũng có thể gọi điện trực tiếp cho bên Shop Zika Audio để được sở hữu cho mình sớm nhất. Vâng, thì em cũng làm cái bước so sánh cho các bác là khi còn mà có chép và không có chép thì các bác cảm nhận được nó hỗ trợ, nó làm tăng cái bài hát lên rất là nhiều. Vâng, sau đây xin phép được dừng video ạ. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.